hai bé chơi chung mình hả? Chơi chung mình để em test sống chung cho bé. Thì hai chiếc chơi chung phải là một dòng sống 2 ghi tư, một dòng sống thường. Đó. Dạ, thì ý em nói vậy thôi, phải test chung. Chứ có nhiều cái hộp nó ghi 2 ghi tư nhưng không phải. Nó làm chung tất cả các dòng. Cho nên nó là nó ghi 2 ghi tư nhưng mà thực tế nó là sống thường. Cho nên hai chiếc phải tháo ra làm một lượt. Nhiều shop mà bán không quan tâm chuyện này, khi về lên tới là hai bên dẹp cò cưa với nhau. Gặp cái hộp pin dài còn rồi hộp thứ nhất vậy là ổn rồi đó. Chiếc nó không ăn sống với nhau nè. Ha. À, này tới, lùi. Còn này nó tới, lùi, nó không ăn sống với nhau. Vậy là ổn, hai về hai anh em mới đua được rồi đó. Rồi, sau này em sẽ đóng lại đem gắn con ốc cho này. Cứ cho bé chơi hết bộ pin này xong rồi mình ra cái cửa hàng gần nhà anh mua cái pin. Nếu mà muốn bé chơi lâu thì mua cái pin Marcel da sắt á, nó sẽ chơi lâu hơn. Còn pin bên em pin cơ bản cho nên là nó đáp ứng ở mức tương đối. Rồi xong rồi đây. Trên xe không anh? Má cần mà. Coi coi có để đâu ở trong cửa hàng không?